chiều 26 tháng 8 tại vòng cung chùa Cầu đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 18 năm 2022. Đông đảo người dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục biểu diễn giao lưu mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian Nhật Bản do các học sinh lớp tiếng Nhật Terakoya, sinh viên của trường đại học thành phố Takasaki, Nhật Bản và các nhóm nhảy trong và ngoài thành phố Hội An biểu diễn. Đặc biệt, bên cạnh các phần múa dân gian đặc sắc, phần trình diễn thời trang cosplay, hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh, phim ảnh của Nhật Bản đã tạo sự thích thú cho người xem. Buổi biểu diễn không những thể hiện sự giao lưu văn hóa mà còn góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản nói chung, Hội An và các địa phương Nhật Bản nói riêng.